các ngài có thể thấy rõ, điều này hoàn toàn đi ngược với hiểu biết của chúng ta về vị trí của con người trong vũ trụ. Nhà thiên văn học nói, trong khi hào hứng đưa ra trường hợp ông đã nghiên cứu trong hội đồng gồm các cố vấn đứng tuổi và được cho là có học thức. Những quan sát của tôi đã khẳng định rằng mọi thứ chúng ta nghĩ là sự thật từ trước tới nay đều sai. Ban cố vấn xì xào và tựa sát vào nhau để thì thầm trao đổi. Nhà thiên văn học không thể nghe thấy những gì họ nói, nhưng sự đam mê và phấn khởi khi ông giải thích những phát hiện của mình nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt ông ấy. Ông có thể thấy những người đàn ông đang nói những từ không và nói dối khi họ thể hiện các cử chỉ không đồng ý. Nhưng tại sao lại có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ họ không hiểu những gì ông đã trình bày ư? Có thể cái giải thích của ông ấy khiến họ khó hiểu. Đối với ông ấy, hôm nay là một ngày trọng đại trong sự nghiệp thiên văn học của bản thân, khi trình bày những sự thật rõ ràng được làm rõ nhờ những quan sát cẩn thận. Và đây là phản ứng của họ ư? Nhóm cố vấn trao đổi xong rồi im lặng. Cố vấn trưởng hắng giọng, còn mọi người trong phòng chờ ông ta nói. Nhà khoa học hoàng gia, hội đồng đã xem xét những phát hiện của ông và lắng nghe lý thuyết của ông. Cố vấn thể hiện sự chế nhạo với từ này. Và đã quyết định rằng những ý tưởng của ông trình bày không những không đúng mà còn nguy hiểm. Nhà thiên văn học không thể tin vào những gì mình đang nghe. Ban cố vấn hoạt động dưới quyền của nhà vua kết tội ông với tội dị giáo. Nhà thiên văn học bị sốc. Ông ta bước về phía bàn của ban cố vấn để biện hộ, nhưng lại bị ngăn lại bởi hai cận vệ. Họ nắm lấy tay ông. Dừng lại, dừng lại, tôi là nhà khoa học, tôi chỉ trình bày sự thật. Nhưng dường như không ai phản ứng trước lời kháng cáo của ông ta. Hội đồng quan sát khi nhà thiên văn chống cự bị lôi ra khỏi phòng vẫn khăng khăng nói bản thân mình vô tội. Những tiếng la hét vang vọng khắp ngục tối khi gã tra tấn tăng mức kéo trên giá, kéo căng cơ thể của nhà thiên văn từng chút một. Ông ta không biết chuyện này đã diễn ra bao lâu, mấy giờ và mấy ngày rồi. Nỗi đau vẫn còn dữ dội và không có hồi kết. Ông nhắm mắt lại, cố gắng thoát khỏi sự tra tấn bằng cách tập trung vào tâm trí, nhưng ông ấy bị tát vào mặt và đưa trở lại hiện thực đau đớn. Đứng trước mặt ông ta là cố vấn trưởng, cũng chính là người đã kết án ông với cách đối xử vô nhân đạo này. Ông có thể kết thúc việc này bất cứ lúc nào ông muốn. Chỉ cần trình bày lại những tuyên bố của ông và thừa nhận rằng chỉ là nhầm lẫn thì tất cả chuyện này sẽ kết thúc. Nhà thiên văn học vẫn không chắc liệu việc kết thúc mà ông ta nói có nghĩa là họ sẽ thả ông ra hay đơn giản là giết chết ông để đưa ông thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Nhưng ông không quan trọng câu trả lời là gì. Ông ấy không thể nói dối. Nhà thiên văn học biết sự thật và sẽ không có sự đau đớn nào, sự tra tấn nào thay đổi được những gì ông biết. Thất vọng với sự kiên định của nhà thiên văn học, người cố vấn ra hiệu cho người tra tấn. Người này lại tiếp tục kéo ra đỡ, kéo căng cơ thể của nhà thiên văn học đến mức ông cảm thấy như xương của mình có thể bật ra ngoài. Ngoan cố! Người cố vấn la hét, lặp đi lặp lại từ này, ngày càng lớn hơn theo tiếng kêu đau đớn của nhà thiên văn do kẻ tra tấn đang ngày càng bóp chặt ra đỡ. Nhà thiên văn học nhắm mắt lại, ông ta chắc chắn rằng đây sẽ là ngày tàn của mình và ông ta sẽ chết với bí mật tuyệt vời mà ông đã nghiên cứu được mà không có cơ hội chia sẻ nó với thế giới. Nhưng đột nhiên, nhà thiên văn học thấy căn phòng trở nên yên tĩnh. Cố vấn không còn la hét và kẻ tra tấn đã ngừng vận hành máy. Nhà thiên văn học mở mắt ra để nhìn thì thấy người cố vấn và kẻ tra tấn cả hai đều đang cúi gập người xuống. Ánh mắt của ông ta tiếp tục hướng lên và ông ta thấy nhà vua đang đứng trước mặt ông ta. Nhà vua nhìn chằm chằm vào nhà thiên văn học thật lâu trước khi hỏi, có đúng vậy không? Nhà thiên văn học tay chân vẫn còn căng trên giá đỡ, gật đầu và với chút sức lực còn lại của mình thì thầm, đó là sự thật. Nhà vua đưa tay ra hiệu cho người tra tấn đứng lên và bắt đầu cởi trói cho nhà thiên văn học khỏi giá đỡ. Người cố vấn phản đối, nhưng thưa đức vua, người đàn ông này... Ông ta bị nhà vua ngắt lời với cái nhìn nghiêm nghị nên tiếp tục cúi gập người. Hãy cho ta xem. Nhà vua nói khi nhà thiên văn học đứng dậy xoa xoa đôi vai bị đau của mình, nơi các gân và cơ bắp bị kéo căng vượt ngoài giới hạn tự nhiên của chúng. Nhà thiên văn học mở cửa phòng thí nghiệm của mình và ra hiệu mời nhà vua vào. Căn phòng là một đống giấy tờ và thiết bị khoa học phản ánh sự bận rộn và rối bời của người đàn ông đang làm việc ở đây. Nhà vua ngay lập tức bị thu hút bởi một cuộn giấy lớn trên chiếc bàn. Nhà vua trải nó ra bàn và xem xét, nhưng khuôn mặt của nhà vua không biểu lộ một chút gì về những gì mà nhà vua đang nghĩ. Đây có phải là những gì ông đã cho các cố vấn của ta xem không?
Nhà thiên văn học gật đầu. Nhà vua có muốn tận mắt chứng kiến không? Nhà thiên văn học đi đến bên cửa sổ, nơi một ống đồng thau được gắn vào giá ba chân. Nhà vua bước đến bên thiết bị, nhưng không biết nó hoạt động như thế nào. Nhà thiên văn hướng dẫn cách nhìn của ống kính. Ông ta di chuyển nó một chút, điều chỉnh tiêu cự để đảm bảo nó vừa vặn tới nhà vua. Bây giờ ngài có thể nhìn. Nhà vua cúi xuống để nhìn qua kính viễn vọng, và một vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt nhà vua. Đây là điều khó tin nhất mà nhà vua từng chứng kiến. Ở đó, phía trên bầu trời, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, là một người đàn ông. Và anh ta cũng đang nhìn chằm chằm lại nhà vua. Hành tinh nơi mà những điều này đang diễn ra không phải là trái đất, mà là một nơi kỳ lạ, một trong những dị thường kỳ lạ nhất trong toàn bộ kho lưu trữ của tổ chức SCP. Đó là SCP-007, còn được gọi là hành tinh trong bụng. SCP-007 là một vật thể hình cầu nằm trong bụng của một người đàn ông trẻ tuổi. Hay đúng hơn, trong chỗ đáng ra là bụng của anh ta, bởi anh không có hầu hết các cơ bắp, da và cơ quan nội tạng ở phần dưới bụng. Đối tượng là một người đàn ông da trắng ở độ tuổi ngoài 20, có chiều cao và thể trạng trung bình, dường như không bị ảnh hưởng bởi phần bị thiếu trên cơ thể của mình và không báo cáo về việc bị đau hay khó chịu dưới bất kỳ hình thức nào. Trong không gian đúng ra là của các cơ bụng và cơ quan nội tạng, lại xuất hiện một quả cầu nhỏ bao gồm đất và nước. Quả cầu này có đường kính khoảng 60cm, giống với trái đất. Mặc dù sự phân bố của các lục địa trên nó không giống với bất kỳ thời kỳ nào được biết đến trong lịch sử địa chất trái đất. Hành tinh nhỏ bé có các kiểu thời tiết riêng biệt và thậm chí là có một lực hấp dẫn nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn có thể phát hiện được. Có lẽ khía cạnh thú vị nhất của SCP-007 là nó dường như có người ở. Các sinh vật cực nhỏ, tương ứng với kích thước của con người trên trái đất, đã được quan sát thấy trên bề mặt của hành tinh. Cho đến nay, hai loài thông minh khác biệt đã được xác định. Cả hai dường như sở hữu trình độ công nghệ tương đương thế kỷ 15 trên trái đất. Không rõ liệu các cư dân của hành tinh trong bụng có nhận thức được thế giới bên ngoài hành tinh của họ hay không, và các nỗ lực liên lạc với những người cư ngụ trên hành tinh đã bị các quan chức cấp cao của tổ chức ngăn lại, trong khi chờ nghiên cứu thêm về ảnh hưởng của việc trao đổi này đối với họ hoặc đối với chúng ta. Chủ thể con người của SCP-007 đã cung cấp tên của anh ta cho tổ chức, nhưng không có hồ sơ nào của người như vậy được tìm thấy. Khi bị thẩm vấn về việc thiếu hồ sơ, anh ta đã cố tình cung cấp cả số an sinh xã hội và số giấy phép lái xe. Nhưng khi kiểm tra đối chiếu với hồ sơ hiện tại, cả hai đều chưa được cấp bởi chính phủ Hoa Kỳ. Và những bí ẩn xung quanh người đàn ông này không dừng lại ở đó. Đối tượng không có nhu cầu về thức ăn hoặc nước uống, và không biết cơ thể anh ta tiếp tục hoạt động dựa trên nguồn năng lượng nào khi không có đủ chất dinh dưỡng. Anh ta vẫn có thể ăn uống, mặc dù phần lớn dạ dày bị thiếu, nhưng vẫn chưa biết điều gì xảy ra đối với các chất sau khi anh ta nuốt chúng. Người đàn ông này có trí thông minh trên mức trung bình và đạt 128 điểm trong một bài kiểm tra EQ. Anh ta nhìn chung cũng tỏ ra khá thân thiện và dễ mến, và chỉ thể hiện một chút tò mò về hành tinh nằm trong bụng mình và cách nó xuất hiện ở đó. Khi được hỏi về nguồn gốc của hành tinh, anh ta trả lời rất thành thật rằng: "Một hôm tôi vừa thức dậy và nó ở đó. Tôi không biết làm thế nào mà nó lại xuất hiện ở đó." Do bản chất chưa được hiểu rõ của SCP-007, nó được phân loại là Euclid. Hành tinh nhỏ và người đàn ông được quản thúc trong một căn phòng kín, được trang bị đầy đủ tiện nghi, rộng 10x10m, và đối tượng không được phép rời đi. Đối tượng sẽ được giám sát chặt chẽ bởi nhân viên tổ chức, và có một ván cờ hàng tuần với một trong các bác sĩ. Đây cũng là cơ hội để đánh giá sức khỏe tâm lý của anh ta. Cho đến nay, anh ta không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tâm thần hay xu hướng bạo lực, và có vẻ khá hạnh phúc. Nhìn chung, anh ta tỏ ra khá vui vẻ với hoàn cảnh sống bị hạn chế của mình bên trong cơ sở của tổ chức, và không cố gắng trốn thoát. Đối tượng đã nhiều lần đưa ra yêu cầu được truy cập vào máy tính có kết nối Internet, nhưng lo sợ tiềm ẩn nguy cơ bảo mật nên yêu cầu này đã bị từ chối. Bây giờ, hãy xem thêm những video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob. Đồng thời, nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.